Gì vậy? Rồi hello, xin chào cả nhà trở lại với kênh YouTube của Nam nha. Và đây là một cái câu chuyện có thật mà tại sân vườn trước nhà Nam. Nam cũng đã chia sẻ với cả nhà một cái tình huống mà ở đây thì các anh chị nên lưu ý nha. Chúng ta trồng các cây kiểng trước sân á, thì thỉnh thoảng chúng ta phải kiểm tra. Ở đây là một trong những cái tình huống có thể gây nguy hiểm cho người nhà và người thân của chúng ta và bản thân chúng ta nữa. Cả nhà biết không, thì trước sân nhà Nam thường thích trồng những cây kiểng, mà vô tình ngày hôm qua thì Nam tưới vào trong cái khu vực cái cây bông giấy này và nghe một âm thanh rất là lạ. Sau khi tưới thì mình nghe rào trong đó nhưng mình không để ý cả nhà. Để hôm nay có việc thì Nam di chuyển các cái cây này ra một cái nơi khác, thì phát hiện ở đây có một cái tổ ong vò vẽ rất là lớn nha cả nhà. Nói là lớn thì thật ra cũng không lớn lắm, nó cũng bằng tầm khoảng đường kính cũng tầm khoảng một tấc mấy hai tấc thôi. Thì trong đây thì Nam cảm nhận là nó cũng có một hai tầng gì đó. Và quá trình đưa đi thì cả nhà biết không, mấy thầy trò xém bị nó đánh tơi tả luôn cả nhà. Cho nên mình cũng quyết định là trong buổi tối nay hoặc mai gì đó mình sẽ tìm cách đó để tiêu diệt nó. Tại vì thật sự là cũng rất là nguy hiểm cả nhà. Nếu mà để nó bay đi đâu đó, đóng ở chỗ nào đó thì có thể gây nguy hiểm cho người khác. Cho nên là Nam quyết định là sẽ tiêu hủy nó, tìm cách đó. Cả nhà đón xem video clip tiếp theo nhé. Rồi nó kiếm cái chỗ làm thiệt là kín đáo luôn trời. Cả nhà ơi, bỏ bao người vẽ ngay trong vườn nhà của Nam đây cả nhà. Ơi, cái này mà đụng vô là coi như là bỏ xác cho nó luôn. Rồi chỗ này là bằng cái tô rồi, mà nó làm sao tiệp với cái màu cây bông giấy cẩm thạch luôn ta. Quá dữ. Ai da, cái này mà đụng tới nó là coi như mệt mỏi rồi đó. Cô chú anh chị đã thấy rồi, cái tổ ong này thì tuy nó cũng không lớn lắm nha cả nhà, nhưng mà cái lượng ong trong đây thì cũng vài chục con, nó có thể là hạ ngục một cái người khỏe mạnh. Và chúng ta vô tình khi chăm sóc cây hoặc là tưới cây gì đó làm cho động đến cái tổ của nó và nó sẽ đánh đi chúng ta. Có thể là chúng ta sẽ ngã gục tại chỗ được cả nhà, hoặc là chúng ta phải cấp cứu, sau đó thì đến bệnh viện thì phải truyền nước, còn không là chúng ta sẽ bị đông máu nha. Các anh chị lưu ý vì đây là một cái loài ong rất là hung hăng và chúng rất là hiếu chiến luôn. Nếu chúng ta sống hòa bình, chúng ta không đụng chạm thì cũng không có vấn đề gì đâu.
chúng ta đi qua lại thì cũng không vấn đề, nhưng mà khi chúng ta chạm vào tổ của chúng thì chắc chắn là chúng sẽ bảo vệ ngôi nhà và chúng sẽ tấn công chúng ta rất dữ dội. Chòi này thì nếu chúng ta không có cảnh giác và chúng ta không có một cái phương án để mà tiêu diệt thì có thể gây hậu quả cho chúng ta và kể cả những người xóm giềng. Chúng ta phá tổ nó mà vô tình ai ngang đó thì nó cũng đánh luôn cả nhà, nó đánh kinh khủng lắm, có thể là chết người nha. Năm biết nhiều trường hợp chết người do cái tổ ong này gây nên đó, cho nên quý anh chị phải cẩn thận. Nếu xung quanh nhà chúng ta trồng nhiều cây thì chúng ta phải kiểm tra, và kể cả những cái kiểng chúng ta phải lưu ý nha. Đó, đây như cái kiểng nhà Nam đó, nằm ở một góc nhà và mình cũng không nghĩ ra đây có một cái tổ ong vào vẽ, và rốt cuộc thì nó có một cái tổ ở đây và sẽ có một cái phương án để phải tiêu diệt chúng nha cả nhà. Thực sự là điều đó mình cũng không mong muốn, nhưng mà để thì có thể nó sẽ đóng ở tổ khác và có thể gây nguy hại cho người khác, cho nên mấy thầy trò sẽ có lên một kế hoạch để mà xử lý nó. Đó, cả nhà lưu ý nha, rất là nguy hiểm luôn. Mình đã tưới vào nó thì mình nghe rào 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 trong đó, mình cứ nghĩ là có âm thanh gì lạ lắm mà không có nghĩ là trong đây có một cái tổ ong nào cả nhà. Và bây giờ thì chúng đã bị động đến và chúng ra ngoài cảnh giác rất là nhiều. Trong suốt quá trình là mình di chuyển những cây khác thì gần như là chúng cứ lượn qua lượn lại và có thể tấn công bất kỳ lúc nào nha cả nhà. Rất là nguy hiểm, rất lâu rồi thì Nam cũng không thấy cái tổ ong này, và bây giờ thì nó đã xuất hiện ở đây và chúng ta sẽ tìm cách tiêu diệt nó nha cả nhà ơi. Không sao đâu, không sao. Không sao, đừng có đụng vô cây đó là được. Đưa vô trong luôn đi. Rồi vô đi, lúc mà nó cái cánh cửa ra đi em. Ừ. Ừ, kêu Nguyễn Trang vậy đi. Rất là hàng cả nhà ơi. Mấy con ong bé tí thôi mà mấy anh em sợ gần chết luôn cả nhà. Cả nhà thấy không? Kinh khủng, thì nó tấn công kinh khủng luôn, tấn công liên tục luôn cả nhà ơi. Gì vậy? Một lính của Nam đã bị ong đánh rồi cả nhà, nhưng mà cũng may là một con ong khác, một tổ ong khác, nó loại nhỏ hơn, nó không phải là ong dò dẻ cả nhà. Nếu hồi dễ là tới công chuyện rồi cả nhà ơi. Ông gì? À, vậy là ông bần. Cái này cổ chậu lên luôn đi. Không có đâu. À, Ngụy Trang ở chậu đi em. Anh nhớ là anh nhà nào. Ôi nó canh kìa. Nâng nâng lên đừng đẩy quá trời xe mấy đứa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và phương án bây giờ thì mình sẽ dời những cái cây khác xung quanh đó lên trên xe trước. Còn cái bụi cây này thì mình sẽ phải chừa lại. Buổi tối thì sẽ có một cái phương án khác để mà tìm để mà cách mà tiêu diệt chúng cả nhà. Chứ để chúng sinh sôi nảy nở thì cũng rất là nguy hiểm. Và cả nhà thấy không? Bây giờ mình đi qua đi lại mà phải thận trọng với chúng chứ nó hiếu chiến lắm. Bây giờ nó đã quậu rồi. Nó sẽ tìm cách mà nó tấn công chúng ta đó. Mà với sức mình thì cũng khoảng tầm 2 con đến 3 con đánh là mình phải trùm mền rồi cả nhà. Bây giờ phải chọn một cái phương án là chê nó. Đi vào bên trong cả nhà ơi. Hai ông nghiên cứu rồi tối nay để mình xử cơ phụ. Có không? Có cơ phụ không? Có nè. Đi ra chạy đừng có dẫn. Có gì đập đại đi mấy đứa. Anh cho lệnh cho em tiêu diệt đó. Đỏ đầu rồi ngàn hết. Nhưng mà nó khó đầu thì đáng gì. Ê. Ôi. Rồi quá nguy hiểm mà cũng quá là vui nhộn cả nhà. Có một tổ ong thôi nhưng mấy anh em bị nó quần tơi tả từ sáng giờ. Và bây giờ thì mình cũng sẽ để im nó tới buổi tối thì sẽ có một cái kế hoạch giữa cả nhà theo bây giờ quét dọn xung quanh mà nó có bay đã tấn công không biết là cả nhà làm cho mấy đứa lính của Nam là phải rất là thận trọng và cảnh giác đánh một con thôi cả nhà cả ổ nó bay ra luôn cho nên là chúng ta không thể đùa giỡn với cái loài ong như thế này được nên cả nhà cũng lưu ý nha mình thật sự thận trọng với những cái loài như thế này. Nam cũng chúng chia sẻ cái một cái tình huống rất là thật và cho cả nhà cảnh giác hơn nha. Lực lượng gác thì mấy đứa hồi nãy gác con giờ 3 con ra ngoài gác đóng đầu ở trong gác được nào hết rồi hết được.